Xin chào quý cô bác, anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thôn Khâu Miành. Sáng nay thì mình đi vào đây cùng với trưởng thôn đi vào nhà chị khuyết tật đấy, để mà trao một phần quà của chú Hải nhá. Chú ở Quảng Ngãi là chú có gửi cho mình là 2 triệu đồng để mà trao cho chị khuyết tật đấy. Thì nhưng mà sáng nay lên thì không thấy chị ở nhà. Thế trưởng thôn bảo là chị đi ăn đám cưới ở bên làng bên rồi. Đấy, nhưng mà tí mình sẽ đi lên nhà anh Phử để nấu cơm nhá. Ăn cơm, bắt cá ăn cơm, bởi vì mình đã có hẹn với anh từ trước rồi. Tí hai anh em mình sẽ đi lên đấy bắt cá ăn cơm. Nghĩa là sáng nay hẹn anh rồi, để biết anh ở nhà. À đây. À ao nhà anh tháo rồi. Anh Phử ơi. Em tưởng anh không ở nhà. Ao to này anh tháo hết rồi. À ao to tháo hết rồi. Chuyển lên ao trên hay sao? Nhà anh có cái ao rất là to. Em chào anh nhá. Lâu lắm không gặp rồi nhỉ. Ơ thế anh tháo hết cái ao ở dưới này lên trên, chuyển hết lên trên rồi à? Tháo là à, ao bé trên kia thôi gì? Đấy tí mấy anh em sẽ lên bắt cá ở trên cái ao trên này. Wow, đẹp chưa? Muốn lên đây lần nào chưa? Chưa, hôm nay có lên lần đầu không? Hôm trước là cái ao này nhiều nước lắm, ngập đến cái đoạn mép bê tông kia mà, sâu qua đầu người. Và bây giờ anh tháo hết nước đi rồi. Chài này khoảng mấy cân anh? Chài này khoảng 5 cân. Cái loại chài to mới bắt được ấy nhỉ? Ừ. Loại bé là không bắt được đâu. Chài bé thì không bắt được, nó thủng hết. Chài chiều kia nó thủng hết. Thế trong ao của anh bảo có con to nhất là bao nhiêu cân? Khoảng 4 cân. 4 cân cơ? Ừ. Ây dạ. Cá to đấy nhỉ? Cái cá mè kia tầm khoảng 5 cân đấy. Cá mè á? À? Ừ. Ao anh có cá mè với cá gì? Cá mè, cá chấm à? Chám, chép, chơi. Ừ. Cá bóng còn mấy con đấy. Thế lần trước là anh tháo ao ở đây xong anh chuyển lên trên đấy hết à? Ừ. Bây giờ nó tháo nước cù xuống thì nó ở trên kia có nước thì nó phát chảy lên kia hết. Ờ. Mùa này cũng thiếu nước nhỉ anh nhỉ? Ừ, chắc phải tháng 6 đến tháng. Muốn tí hộ anh bắt nhá. Ừ. Mặc quần dài này anh. Mặc quần đùi chứ. Quần đùi em mặc quần đùi này, tí em xuống hộ bắt mà nếu mà bắt không được ấy. Đi nhỉ. Vâng. Còn tí em gọi cả trưởng thôn lên đây mà. Hay là chờ trưởng thôn vào đã. Trưởng thôn đang bận tí việc dưới kia anh ạ. Thế anh em bắt cá chờ. Ờ, à, mình bắt cá trước thôi. Đi đường nào anh? Trên cái trường quá nhỉ. Đi vào đây đi. Đi xuống đây. Phong lan hoa tím chưa? Dạ không anh ạ. Phong lan nào anh? Kìa. À, đẹp luôn. Phong lan này là gọi là lan đùi gà. Ơ, ờ, thật mà. Tên gọi của lan là lan đùi gà mà. Ao của anh Phử là rất là rộng nhá. Đấy. Nhà anh là chuyên nuôi cá để mà bán, với cả buôn bán trâu bò, giàu nhất khu này luôn. Ao này là mùa này thiếu nước nên là cá nó dồn lên đây hết rồi. Ao rất nhiều ốc này, ốc với cả vỏ chai. Đây này, có cả con trai đây, sống y nguyên.
À anh đấy hộ bát à? Em trai anh à? Đấy thế ba người là ok rồi. Ở trên này có sâu không anh? Để à? Ừ. Con sâu phết đấy. Chắc là từng mét. Hơn mét. Hơn mét thôi gì? Hơn mét thì... Nó con đọc nó sâu mà hết sửa xuống nè. Thế bây giờ là lùa kiểu gì? Bây giờ thì bỏ cái này ra. À bỏ cây này ra? Bỏ cái này ra bên kia xong là tí bảo thằng em này nó đánh đây nhá. Xong mình đi đổ bên kia kìa. Ờ thế là thế lùa ngay ở đây thôi anh. Bắt ngay ở đây cũng được đúng không? Thì, ừ, thì bỏ khu vực này thôi. Thế nông thôi mà. Cũng không sâu mấy đâu nhỉ. Tầm mét kìa. Đây đây, đây túi cho anh cầm nhá. Ừ. Thế đi mua muốn ơi. Anh bảo này, đi quăng ở đây đi. Em đứng ở đây này. Bỏ cái cọc này ra được mà. Ờ, tí mới lùa nó sang đây xong là em chỉ đứng ở trên cạn em quăng thôi. Em trước nhà anh có cái thuyền mà đúng không? Bây giờ anh bỏ rồi à? Đấy bây giờ mấy anh em đang bỏ hết cái cây này nhá. Để tí quăng chài. Không thì nó mắc vào những cái cây này là không được. Cây này là để chống trộm phải không anh? Cây kia nó chống ăn vào. À em tưởng chống trộm quăng chài. Ở đây không có đâu, không có đâu mà. Ở đây nhà anh ở đây thì ai dám nhờ. Vậy xung quanh này toàn nhà. Đấy đấy đấy. Bắt đầu nổi rồi ấy. Sâu phết à? Nhìn có vẻ nông nông đúng không? À, xuống thực tế nó rất là sâu. Đến tận cổ nhờ, quá đầu ấy nhờ. Nó mà cổ thế này, từ nên này phải có thiết kỷ đó. Anh cứ bắt con nào to nhất cho em. Có con nào chục cân không anh? Có con nào chục cân không? À, 2 năm cũng to rồi đấy. Đây là anh đi chặt cái lá cây chuối nhá. Bởi vì cá chấm nó ăn cây cỏ mà, chặt lá cây chuối. Mua đây. Dê cái này ra đây, để anh kéo cái này lên cho. Anh sợ sâu nó ngập cả đầu, đến đầu anh thì xong. Hôm nay có em trai đi cùng. Hôm nay em không đi làm việc. Nên là rủ em ấy đi lên đây chơi. Tình hình có vẻ ổn rồi đấy nhỉ anh nhỉ? Đâu? Bắt đầu nó nổi lên rồi đấy. Mình đi đụng nó là nó nhảy vào đúng không anh? Được rồi anh. Không nhưng mà anh phải lùa vào đây. Anh phải lùa vào đây đấy. Lùa từ bên kia. Ừ.
chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lúc nào Quang bảo anh nhá. Đây, tí là nó dồn ra góc góc sâu sâu đấy muốn ạ. Chưa chưa. Lúc nào phải hiệu lệnh quánh nào quánh. Cho vào đây nhá anh nhá. Cho vào khu này nhá. Tập... Ờ. Nước đục này nhưng mà có nghĩa dồn nó vào một khu ấy. Anh phủ với ông anh đang lùa sang đây để tí quăng chài vào đây. Sáng nay trời mưa to, bây giờ bắt đầu hửng nắng rồi nhỉ. Quăng, đấy đấy, nhảy đấy, quăng. Liệu quan thua không? Cứ bắt con to nhất cho em nhá. Sao? Cá đâm đùi anh. Cá chui vào ống quần á? Làm gì? Lạnh lắm ấy. Lạnh chứ, mùa này vẫn lạnh mà. Em kéo ra sợ nó cắm bùn nó đi ấy. Kéo đi. Bùn nhiều không? Bùn nhiều đấy. Bùn nhiều đấy. Nó hơi lạnh thật. Anh có thấy lạnh đâu nhỉ? Anh ở trên cạn anh chả thấy lạnh thế nào. Anh cũng đừng đùa xem bên cạnh xung quanh nó nào. Con bé. Bắt con to đi muốn ạ. Con nào để mà đủ 6, 7, 8 người ăn ấy. Thì có cả trưởng thôn với cả ông Báo lên đây. Bảo biết ngay mà mấy con to này. Đấy, con kia con bé thôi. Con to ấy kỳ bắt được. Con to nhiều không anh? Đây là nó bắt đầu nó lên đây đây này. Thế mình lại lùa ra kia, mình lại quăng bên này xem. Chắc không được rồi. Quả đâu xịt rồi. Bằng bàn tay á? À? À. Chẳng qua cá bé rồi phải không? Ôi, nhiều thế. Nhưng mà toàn cá bé thôi. Cá bé thả thôi. Cá bé không lấy đâu. Thử ra đây xem nào. Toàn cá vược nhờ. Cá trôi à? Cá vược ăn ngon mà. Ồ, cá này lớn phết đấy chứ nhờ. Nhấp cao thì. Là em kéo nặng thế, hóa ra. Ê đấy, mấy con này kẹp nướng được mà nhờ. Mấy con này kẹp nướng thì nó ngon. Ừ. Anh cho bé, con là bé anh thả lên. Thôi mà anh cứ thả đi. Tí lấy con to sau. Không, con bé này không cần đâu anh ạ. Con này thì nướng cũng được nhưng mà tí mình chọn con to lấy để sướng hơn. Hôm nay xác định lấy con 4-5 cân nhưng mà. Đây toàn con 4-5 lạng. Bây giờ bên dưới mình không có đâu nha. Em cứ cầm đi xong là anh người cầm ấy. À kéo gì? Kéo cái này. Vâng. Giờ cứ thả cá bé ra đấy. Còn nhiều mà. Đấy, còn mà nướng thì không lùi.
Đây, con bự hơn vậy mà chín nó ra. Nếu mà tí không được con to thì kiểu gì cũng phải lấy con này thôi. Không phải lấy con này thì chắc được, nhưng mà được, nhưng mà con to nó khôn quá, mình bắt nhiều rồi. Bây giờ con to còn nhiều không anh? Còn khoảng khoảng bao nhiêu con? Chắc mấy chục con không? Hơn à? À, thế hơn thế thì bắt được. Nếu mà có ít thì bắt khó lắm nhờ. Con đấy bình thả nhá, con đấy bị thương. Bị thương thì thịt luôn. Tạm bỏ đây đã. Con này chắc không quá khó đâu. Nó bị mắc vào trong cái khe nhá. Mắc vào trong cái khe khe chài này là nó bị xước. Nó lôi bùn nó nhiều. Bùn thì như bây giờ nó dồn vào chỗ sâu này sao ấy nhỉ? Vâng. Trên này nó có bùn đâu đây này. Khu vực trên này không có bùn tí nào. Bên dưới bùn nhiều kinh khủng luôn. Tí nữa anh quăng xuống, anh hãng xuống. Từ từ nhá. Đây đấy, đi lùa đây được. Em tai bị sao này? Em phải ngã. Ngã xe à? Không, đi bộ nó ngã được rồi. Đi bộ ngã được à? Thế chứng tỏ đi bộ nhanh đấy. Ao này anh không không lấy cành tre xuống đâu gì? Cành tre là sợ chọc chân đấy. Những cái cành mai này là không có gai. Anh bảo có mấy chục con to cơ mà. Được, em cứ quăng đi kiểu gì cũng được. Bên này muốn vút bên này đi. Mạnh vào. Là méo rồi. Sâu quá. Đầu tiên tưởng dễ bắt nhờ. Hơi bị khó luôn. Đấy. Quăng bừa chài méo vẫn được cá nhưng mà toàn cá bé. Thử lùa về góc này xem nào muốn ơi. Anh nghĩ nó vẫn quanh quẩn ở khu vực này thôi. Đấy bây giờ quăng không được anh em bắt đầu chiến thuật là lừa nhá. À nhầm, lùa. Lùa lừa cá. Ui vào trong này, trong này chắc khổ rồi. Cá này nó lao thôi mà, mình lùa này nó lao lung tung thôi mà. Bắt đầu ngửi thấy mùi tanh rồi ấy, chắc sắp được cá rồi ấy. Ha, được rồi, chắc được rồi. Dìm xuống, Nguyễn ơi. Dìm chân trì xuống. Nó chưa ra con to đâu, còn con bé nó lao ra thôi. Không, con to nó lao vào chài mà mình biết ngay mà. Ui, có rồi. Có rồi à? Có rồi. Được. Bắt luôn. Không bắt nhanh, tí lạnh không bắt được ấy. Hiện tại trời đang rất là lạnh nhưng mà anh em vẫn cố bắt cá nhá. Chui ở bùn mà không bắt được đâu ấy. Để. Có chưa? Anh tóm được chưa? Được chưa anh? Đấy. Ấy ui. Lấy luôn. Anh cầm luôn. Chỉnh chiêu luôn. Anh dạ. Đấy con đấy luôn anh ạ. Được rồi. Đâu còn con to nào nữa, vớt lên nốt. Mang tải đi nhờ. Mang ra bờ đó. Con đấy khoảng mấy cân anh? Được, con đấy là được rồi. 5 cân đấy. 5-6 cân cơ. Con đấy chỉ 3 cân thôi, làm gì? Cẩn thận ra nha anh nhá. Cái bờ đi.
Được mỗi một con à? Đấy, thế bắt đi. Đây, em cứ bắt chọn con nào to nhất lấy lên đây cho anh. Còn nhiều quá à? Ờ, đấy đấy. Dì chắc đấy. Ăn cá con thì bắt luôn. À, con cá vẩy đỏ đỏ kia phải không anh? À đúng rồi, cái con này là hay ăn cá con này. Con cá này nó nhìn giống cái cá thần đấy. Ôi trời ơi, được con trai đấy đây. Thấy bỏ con bé ra. Con bé con bé này không sao được rồi. Con, con này con cá mè chứ, hiểu không? Con này kẻ. Được con bé này, con bỏ đi anh. Bé bỏ đi anh cơ. Cứ kẻ nó, đi cầm. Cho mấy thằng con này nó mang đi. Nó cầm đi ăn. À. Đây cá mè, à cái cá vược. Cá vược bỏ đi. Con này bé quá, con này nhiều xương. Đấy, được con to này. Muốn cầm lên mắt à? Đấy, cầm con kia lên ngang anh chụp ảnh cái. Con này phải 5 cân nhờ. Đến không? Đặt ngang, đặt ngang, đặt ngang. Đặt ngang nhá. Đặt ngang. Từ từ đặt ngang nhá. Dơ lên cao vào. Rồi, ok. Còn đây mà hấp bia thì thôi rồi. Này thì anh em mình hấp nhờ. Ui, con này như thế này nó chả ăn được. Xem mồm nó này. Mồm nó nhìn giống cá mập đấy nhờ. Nó ăn cá bé ơi. Mồm yệt giống cá mập. Nó cứ há mồm rồi con bé lao vào là đến hết. Thôi được rồi nhỉ. Thế lấy hai con này đi nhỉ. Đấy, bây giờ anh em bắt được cá rồi nhá. Một con chấm, một con cá mè. Mè này không phải mè hoa đâu nhỉ. Anh thử nhỉ. Nè, nếu là cho mình luôn rồi. Ai con nào đi mong đó. Cái nó muốn nó cho tao nó con má. Cho phát cho trẻ con mới đứa một con. Mang đi đâu nướng nhá. Đấy, cầm về đi. Bảo em kia cầm về đi. Anh Phú cho ai thì bảo cầm về đi. Thôi để em cầm. Cá này à? Con kia sắp dài bằng người anh rồi nhỉ? Bác bà thấp bằng từ. Ôi, chai này. Chai này không nhạt à? Cầm cá rồi cầm đầu nó thì nó bắn quần áo. Cầm đầu nó về nhanh. Ôi trời ơi. Cái anh cầm ấy. Cầm về đi nhá. Đấy. Trẻ con đi tìm được chai này, rất là nhiều chai này. Và cho mấy người mỗi đứa một con cá. Rồi anh em mình đi về nhà chế biến nhá. Các bác xem là ở trên này bà con chế biến cá kiểu gì nhá. Hôm nay em mình sẽ không chế biến đâu. Tí hôm nay mình mua cá nhá. Mua của anh Phử này. Hôm nay em lại trộm cá nhà chị rồi. Muốn lên đường này luôn à? Đây cầm cầm áo lên đi. Đang đi đường kia này. Đây, muốn à? Muốn à? Cầm áo lên. Mình đứng ở bờ mà với cá nó thấy ruộng.
bẩn hết cả người, ướt hết người. To phết đấy nhờ. Chắc phải có từ 4 cân rưỡi. Anh Phú ơi, thì anh cân lên thôi, em trả tiền nhá. Giặt luôn chài luôn cho anh đi. Em phải giặt xà phòng ấy. Anh có chai của anh không nhỉ? Nhà anh Phử này có lưới quét mà. Có chứ. Anh bổ cùi à? Bổ cùi à, nướng cá gì? Cùi nhà anh kiếm được nhiều nhỉ? Gần đây nhiều cùi. Gần rừng nên là nhiều cùi. Hôm trước em lên đây là chưa gặp chị đâu nhỉ? Ở đấy, đấy là chị đi làm hay sao ấy? Em lên đây cũng lâu rồi, năm ngoái rồi. Cái cá thì anh Phử bảo là một phần là nướng, còn đầu đuôi là nấu canh. Cá này làm sao thả sống được? Nhà anh có tủ lạnh mà phải không? Con. Con đấy để tối nhà anh ăn được. Thì anh cho vào tủ lạnh. Không, bây giờ mình con to này mình không ăn hết rồi mà. Làm nào không phải làm đâu. Nó phải bỏ cái vải lá này. Không cần bỏ vải đâu anh ơi. Nhạc. Nướng không cần bỏ đâu. Mình nướng cả vải luôn được mà. Đây có đắng không? Hả? Ở đây anh có cái lá chua kia không nhỉ? Lá chua. Lá chua ấy. Lá chua để nấu canh đầu đuôi xong là cho lòng vào nấu lá chua. Lá chua. Thì đây chả biết. Chắc không có nữa. Lá chua kia thì phải. Ở đây thì không có. Ủa, cá này sao có trứng à? Có trứng anh. Đâu anh xem. Đây anh rửa sạch quá xong cho em xem. Lấy một cái rổ đi muốn anh. Rổ ấy. Ở đây có bóng điện sáng. Đây là em trai của anh à? Em trai ruột luôn á? Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 96 ạ. À, 96 ít tuổi hơn. Em nấu canh thì ngon luôn nhỉ. Cái mật nó mật nó có ăn được không? Được. Ây da, ăn được mật cà chấm cơ. Thế em thấy một số người bảo là ăn mật cà chấm độc mà. Em nuôi thì không thấy sợ thấy không? À, mật cà chấm mình nuôi là ăn được à? Ủa rồi, trứng của nó chắc phải đến 4-5 lạng rồi nhỉ. To rồi. Trứng to khủng khiếp luôn. Trong này là khu vực bếp của anh Phử nhá. Đấy, trên này cái đầu lợn hay sao ấy. Anh Phử ơi, đây là thịt lợn treo từ Tết rồi à? Ôi giời, đầu lợn này hơi bị to đấy nhờ. Con này chắc phải hơn tạ rồi phải không? 70-80 cân đúng không? Sao đầu nó to đấy nhở? Anh mổ từ hôm nào anh? Em nhìn thấy to mà. Anh Phử đang mổ cá để tí ướp nướng, tí muốn ướp nhá, ướp gia vị nhá. Cứ cho muối mình ướp nướng bình thường thôi. Đây chắc chả có gia vị gì nhiều đâu. Rửa cát như này. Đấy, đầu đuôi mình nấu canh măng chua xong là thân mình ướp nướng lên là được. Khoán nước rồi.
thật ra chỉ vô mà. Cáp như này luôn. Đây, anh cắt lên trên thịt. Đây, 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 tầm đây. Nè, anh có kẹp không? Kẹp sắt đi. Như kiểu này á? À không, đây là xiên nữa. Kẹp thì kẹp, kẹp vỉ kia. Không có. Vỉ sắt kia. Ừ, không có. Không có đâu. Ừ, thì bên mình miếng là nướng cả kêu. Thì mình lấy cành tre cũng được mà. Cành tre ấy thì đấy cho anh bổ bốn ra, cái này bổ đôi nhá. Bổ đôi. Ừ, bổ đôi ra. Đấy đấy, đúng rồi. Sau tí mình nướng lên là được. Mẹ cho mà ha. Xiên được không? Sợ nó rơi ấy. Nặng nó rơi nên nó chín thịt phát là nó bở ra nó rơi hết rồi. Nung cá mình nuôi không tanh thế nào anh có nhận không nhỉ? Được. Mình mổ này nó không thấy mùi tanh. Chắc được đấy. Đấy, tầm đấy được. Nhưng mà anh chặt ra hẳn hai miếng đi, không sợ to quá, bếp nhà anh hơi bé. Chặt hẳn ra luôn. Được. Đấy, cả miếng to đấy luôn. Nhìn miếng thịt đã sướng thật đấy, nhờ. Đúng không? Đây, 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 lấy gia vị về đây ướp đi. Sau đó anh, cái này anh đổ đôi ra là được, cái tí anh, một cân. Nhà anh có hạt tiêu không anh? Hả? Anh gửi nhà anh hạt có hạt tiêu. Có hạt tiêu. Cho hạt tiêu rồi. Nước cả hai bên đúng không? Bao cả hai bên đều. Để hạt tiêu luôn. Anh nấu canh vào nồi đấy luôn đi. Hả? Nấu canh vào nồi đấy luôn à? Ừ. Cái canh này thì nó mà bằng ma chua này. Nhà anh nên để nước này to chưa? Sau dùng chưa? Để này chắc mấy khối à. Bây giờ mới hết hết một nửa nửa bể. Kiểu ấy. Có ớt thì cho quả ớt vào đấy. À vợ anh có ăn, sợ vợ anh không ăn được ớt thôi. Sợ vợ ăn được gì? Đây là quả nước luôn nhỉ? Khi mình nướng xong là mình mới chặt ra, chặt miếng bé ra. Kẹp nữa thì đẹp. Kẹp tre anh được, kẹp ngang. Bây giờ sắp có than rồi đấy. Đi có than cào ra ấy, nhanh. Ơ, sao anh lại để cái này ở trên này? Để cái bong bóng cá này. À, để cho sau này nuôi được cá à? Đúng bài đấy nhỉ. Như kiểu anh bán dê anh về bỏ sừng dê phải không? Đấy. Người Mông là có phong tục nuôi cá nhá. Phải thế cái bong bóng này ra treo các bếp. Sau này nuôi còn tiếp tục nuôi được. Và cá nó lớn nhanh. Còn đây luôn nhỉ? Ừ, tí cái lòng này thì để nó sôi rồi xong mình thả vào. Lòng này mình nấu nó cùng đầu với đuôi luôn. Ấy giời. Măng chua còn chơi cả miếng này cả. Ở đây làm măng chua cũng hay độc đáo phết nhỉ. Ngâm cả cục này anh. Đấy, ngâm thế này nó được lâu.
ngâm xong đến lúc mà ăn thì thái ra cho vào. Thực ra cái đầu cá và đuôi cá này nhá, lòng cá này mà có cái lá chua ấy, đấy, lá chua là cho vào thì ngon tuyệt vời luôn. Đấy, bộ lòng em muốn cái nồi canh này đặt lên được rồi. Đấy. Xong rồi đấy. Đấy bộ lòng được một băng loa rồi. Đấy, tí cho vào ăn. Thôi rồi. Bộ lòng này thì quá tuyệt vời. Không phải bàn luôn à. Trứng, rất nhiều trứng. Để thì nó sôi thả trứng vào. Cá này bây giờ anh Phử đang đi lấy kẹp. Tí lấy cây tre kẹp phát là cho vào bếp lên nướng luôn. Cá mè này tí trưởng thôn lên là bảo thấy luôn. Dạ. À, cho vào luôn đi, quên mất đấy ạ. Cái cá này thả vào chậu đi muốn đấy. Con cá mè này thả vào. Cái này phải cho thêm nước à? À, anh vừa thả riềng với cả lá chanh vào. Canh măng chua. Xong lại thả riềng với lá chanh nữa cơ. Cho đen đau nhiều. Cho mì chín chưa nhỉ? Đúng rồi. Hay chưa? Muốn ơi. À? Canh cá này đuôi cho cái gì rồi? Chưa cho gì cả. Chưa cho gì đâu anh ạ. Cho 19 hạt tiêu bột canh. Xôi cái là bắt xuống cạnh này được luôn nhỉ. Đây là món cá nướng nhá. Đấy, kẹp từ này. Muốn đây. Hay là kẹp kẹp ngang đi. Ngang á? Ừ. Không tí sợ nó dài ấy. Chạm từ đây, đấy em kẹp từ đấy luôn. Không phải là bếp nó hơi hẹp nên là mình kẹp ngang này luôn đúng không? Tìm cái dây này buộc nó xong. Đấy, ui trời. Bây giờ tìm cái dây. Lấy cái lạt buộc được. Có. Thép giỏng được mà, không có cái thép giỏng. Có dây lạt không? À kia thép giỏng trên kia cả mới. Trên nóc nhà tắm kìa. Anh nhìn thấy một sợi rồi. Phải không? Không có dây khác nào. Anh làm thêm món thịt treo à? Thế hôm nay nhiều món quá nhỉ. Hôm nào nếu mà có ai mua em lên bắt nhé. Okay. Anh vẫn bán rồi chứ. Bán mà. Thế hôm nào có người nào hỏi mua cá to thì em sẽ lên bắt cùng anh. Muốn là kẹp cả cái này luôn đi. Được rồi à, anh thái luôn rồi. Thịt treo gác bếp nhá. Anh nắp nữa đi. 28 Tết rồi. 28 Tết rồi cơ. Thật đấy chưa ấy. Hả? Thật đấy chưa ấy. Thật tí có phải đun nước qua một lượt nữa. Có. Nước cho nó chín. Cho chín xong mới bỏ nước ra. Thịt thái miếng to này rồi nhờ. Ăn một phát ngật ngập mồm luôn. Ngập trên răng. Thôi rồi, đi. Bắt đầu để cho lên bếp nướng nhá. Cá nướng nhá. Để chín hết đó, chắc được món kia chắc được rồi anh ạ. Tí cho anh đâu đâu đâu, mở mở em xem nào. Đấy, thấy chưa? Nhìn trứng của nó. Nhìn như kiểu trứng nó nhìn như kiểu mì tôm đấy nhỉ. Ngon quá. Cái này không say không về rồi. Đậy vào vung và cho nó nóng. Đấy, cái con món thịt treo này. Thịt treo làm bếp gà ấy.
này đang cháy không rồi. Còn nướng cái kia chắc là cách ra. Làm đây nó phải nhanh hơn nữa. Trưởng thôn đến đây rồi đây. Ơ ông Báo đâu? Không có, không đem đây anh ạ. Không có bảo. Đi xe thì lại lạnh nữa, ông Báo lại bảo là ông Báo không đi. Không đi à? Thế nhờ. Chả biết là nhưng mà thức ăn của ông vẫn còn mà nhờ. Ừ, vẫn còn mà. Thế thì bảo tưởng là không ông Báo lên đây thì nấu cơm có ai đâu. Có 3-4 anh em thôi mà, sáng nay bắt con cá. Thế sáng nay em làm test ấy xong hết rồi, đường ống nước xong hết cho ông rồi. Xong rồi em đợi cái ba cái chân cột nó khô xong này em đặt test lên là được rồi. Rồi ok, được rồi. Thế ông không lên thì thôi, tí mình khan cơm được. Chắc ông ngại hay sao ấy nhở? Hay là ông bảo già rồi ngồi xe đi hóng gió nữa, xong là ông mấy ông đây kiểu ông cũng sức khỏe già nó rồi, ông yếu là ông lại không lên. Ông bảo ông không thích ngồi xe à? Không thích ngồi xe thì ông không lên. Thôi ông thấy ông không lên thôi, ông tí ra ngoài ông lại trời đang mưa phùn ông lại cảm cúm đi. Sáng nay bắt được hai con, một con chấm với một con này, bây giờ con này vẫn đang thả chậu. Con này là con mè này hơi bé đấy, rửa chân tay đi, đang nướng sắp được rồi. Thôi sáng nay đi làm mà chén nước với cái đường nước cho ông. Buổi sáng ấy. Vất vả buổi sáng à? Thiếu cát không? Còn thiếu gạch vừa đủ, gạch đi xin của dân 2 viên nữa là đủ cho. Đi xin là 2 viên? Vâng, 2 viên. Thiếu đúng 2 viên rồi. Rồi thế thì ok rồi. Đủ à? Lúc nào cái chân trụ đây nó khô thì em cứ cắm nước vào cho ông thôi. Chắc nó phải chiều. Chiều mình cắm được nước thì chắc không phải. Mai đi. Mai mới cắm được nước thôi. Mai cắm cho ông. Cắm được nước. Cho xi măng nó khô đó, cho nó xi măng nó chết hết. Bởi vì là mấy hôm nay là nó mưa quá là cái gạch nó có khô hút nước. Rồi chợ. Còn được một con chấm nữa không ạ? Thế là đi đi cho khách cửa thả đi. Khách cửa cua nữa mà khách đi đánh. Cháu có biết đánh đâu? Kéo không biết con chài. Không phải không đơn giản đâu, con chài thôi. Măng thì ít chú. Đúng rồi, phải kéo. Kéo mình nhỉ? Cứ kéo vừa lùa là được. Đấy, cá bắt đầu chín vàng rồi đây. Cá này mình nướng về cho cả da nó. Nếu mà bỏ da thì nó hay bị cháy vào thịt. Nên là cứ phải để cả da này nướng nó mới ngon. Cho nó vàng vàng tí. Sắp được rồi nhỉ? Thịt, cá cái này lật từ từ thôi chủ thôn ạ. Bây giờ nó chín rồi, nó thịt nó bở ra. Ui, dây tuột rồi. Em cài vào nhẹ nhàng vào. Đấy, bây giờ căng món xong hết rồi mà. Còn một cái đợi can nướng này là anh em mình ngồi thôi. Có 4-5 người thôi mà. Đấy, thịt chèo nha. Anh Thái công nhận không kiệt sỉ đấy, chứng tỏ anh đẳng cấp đấy. Hai miếng to, chắc phải dày khoảng độ 10 phân đấy nhỉ? 8 phân à? Nếu nào miếng đấy luôn, chưa không thể. Riêng mà đang đói làm một miếng này chắc là không sợ chết đói. Cái gì trong đó mà, nó phải... bắt đầu xèo xèo rồi đấy nhờ. Đấy, chỉ là có thể là... Xèo xèo. Nó là mùa rồi. Sắp chín chưa? Sắp chín rồi. Cái này không phải là cá này cho nguyên nửa con vào được. Cho nguyên đi. Cho nguyên được, không phải chặt đâu. Cho nó hoành tá tràng. Rồi vàng ngoe nha đấy. Quá ngon. Còn bên này được chưa? Ui em phải cầm bên này, cầm bên đấy thôi. Chỉ cho dễ là hổ. Cầm vấn quá nhỉ. Đấy. Được chưa? Chín chưa? Chín rồi. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Rồi, thì lấy lên. Rồi, bỏ cá đây. Lòng cá còn nóng không? Có chứ. Đấy, múc ra 2 bát tô. Đâu chiên rửa ra muốn ạ.
đầu nó lên cái đầu à, lấy đi. Cái này là một nửa, còn cái kia là đầu này em cái đầu nó không cứ lộn xộn được mà. Nửa này nửa kia được mà. Đấy. Đầu nó nát à? Ôi ôi, ngon quá. Cái cá ngon thế. Cái này đấy, ai sợ bị mụn trứng cá thì đừng ăn nhá. Ăn vào là lên mụn trứng cá đấy. Đùa đâu mà. Đấy. Trước tớ ăn tớ có mà. Lên thì cả à, lên. Lên mụn thật đấy anh. Có thật. Thế thì anh đừng ăn tí lên mụn đấy. Đấy là cậu thử không phải ăn đâu nhá. À, trưởng thôn gọi anh ấy bằng cậu cả. Vâng, rồi bằng cậu rồi. À, cậu xịn đấy đúng không? Cậu xịn đấy cậu dởm. Không, cậu xịn đấy. Cậu xịn đấy. Cái nắp ống được. Đấy, cho hai bát được. Ngon thật. Cho hai bát đầy luôn. Không phết. Vợ anh là với con anh không về hả anh? Anh thử. À, đi học ăn ăn uống ở đấy luôn à? Ăn ở đấy luôn à? Thứ bảy phải về chứ. Tí nữa mới về. Không phải đó này. Đi bù đó. Ôi, phải đi đón cho anh. Hôm nay về mà. Thế sao anh không đi đón nó? Đi đón nó về ăn cơm luôn. Ở sao? Trường ở ngoài kia gì? Trường hai chỗ sáng này không mà. Phải đi đón mẹ. Cái này có đĩa to thì cho lên trên nhà đi. Chưa. Anh em mình cho vâng. Cái. Nhưng mà không có đĩa nào to. Không thì đặt vào thẳng mâm luôn. Được. Đặt vào mâm luôn. Hay là cho lót cái lá chuối ấy. Lót cái lá chuối. Ờ. Đây. Đấy. Cái nắp âu đấy. Được. Đây. Trốn đi đâu. Biến xịn nhất của mình. Để đây đi đâu. Lấy đây. Không, lấy lên trên kia đi. Lấy lên trên kia. Sang bên này mình ở. Lên trên kia mở luôn. À, có bên kia này. Cái này vào. Cũng cách đàn sao đàn ghê luôn. Ấy. Con ma gì á, ma chẳng nổ. Nhát tần nó. Đây mà. Được rồi. Cảm ơn. Hết ra. Đang đói nhỉ? Dí. Chưa đói rồi. Được rồi. Đấy. Thèm quá. Cái gì nhỉ? Cái nhà ớt của thằng chung là bên Thái nó làm ấy. Cái ớt dính vào cái lòng tay cầm. Ngon lắm. Cái đấy là pia bình tôm. Đúng rồi. Cái đấy nó nhiều gia vị hơn. Gia vị. Của mình đây chỉ là ướp nguyên muối hạt tiêu thôi. Rồi, rồi, tắt ra. Cầm, lưu xuống đi. Ấy, được rồi. Thế rồi. Đấy. À, có cả măng chua cả. Có chứ, canh măng chua. Có đầu đuôi nấu với măng chua này, trứng này. Có ao cá này là lúc nào mới phải luôn luôn có măng chua. Đúng rồi. Không thì nhà nuôi cá. Nhà không có gì ngoài cá. Ôi chụp cá chép. Ôi cá này. Cá chép cũng có anh. Chỉ có ly. Cá chép to đấy, có mấy con. Thế à? Trắng cỏ à? Ở trắng cỏ. Ôi, tốt. Có đủ à chăng? Chỉ có nước tăng. Chưa có nước anh. Chưa có nước nói. Chưa có nước. Hay là nhà anh đấy hết rồi. Đó. Nhà cầu phường thì không phải 24/24 đâu. Mà hàng năm trên hay hàng năm đấy. Quanh năm luôn hả anh? Quanh năm mà. Nhà mình đường đó, nhà đây là. Xong. Xoay cơm trước á. Mỗi người bát cơm trước đi anh ạ, cho đảm bảo sức khỏe. Chắc là cũng uống đúng rồi, uống mấy ly thôi. Như là nó bảo là hôm nay lên rồi thì không sao.
Ây à, có liệu này, liệu chắc không. Bún anh em làm một cốc này thôi nhỉ? Còn ít thôi. Thế thôi, uống ít thôi. Cho uống nhiều cốc. Uống nhiều là hoa mắt, buồn nôn. Phải không anh? Anh có rượu anh có làm được đâu. Bia anh bỏ hết. Thôi nhỉ, anh rượu bia anh bỏ hết rồi. Thôi, cảm ơn anh em trêu thôi nhá. Mời anh nhá. Cảm ơn bữa cơm của gia đình rất là ngon, toàn món ngon. Sao cái này lặp lại lặp mà không sao đâu mà anh. Thôi anh em thôi dùng đi nhá, anh nghe dùng. Thôi mời trưởng thôn nhá. Ừ, anh em dùng. Mời trưởng nhá, mời anh chửi nhá. Đấy, đúng không? Đấy, trưởng nhá. Làm miếng thịt này nào. Thịt kia. Đấy. Thịt treo. Cầu phử thì lại kêu mà trứng cá nhá. Sợ đùa đấy rồi. Mọc mụn trứng cá. Đấy, miếng thịt. Ăn cũng mấy luôn nhỉ. Ừ. Nhưng mà thịt treo này ăn không bao giờ ngậy. Càng ăn càng ngon. Nên là ăn với cơm. Lần đi lần. Dạ, ra chị tao ló nè. Thôi, xin mời tất cả các cô bác, anh chị ăn cơm nha. Giờ mình xin tạm dừng video tại đây đây. Chị ạ, hào trai tỉ nè, các chị nghĩa nó các, văn nghĩa chả nó các. Dí nghĩa. Dí nghĩa đấy. Được rồi.